Ở trong bài giảng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái phương pháp đó là sử dụng số phức để giải toán về điện xoay chiều. Trước hết chúng ta hãy nói về cái phương pháp dùng số phức kết hợp với cả máy tính Casio. Đây là một phương pháp không phải mới, bởi vì chúng ta đã được học từ khi mà chúng ta học chương 1. Ở trong phần nào các bạn có nhớ không nhỉ? Các bạn có nhớ là chúng ta học về số phức kết hợp với cả máy tính Casio ở phần nào không? Mọi người có thể comment cho thầy biết được không? Phần nào nhỉ? Trong cái nội dung nào? À đúng rồi, cảm ơn Quang Hưng. Chính xác, đó là tổng hợp dao động. Rồi, cảm ơn Thảo Linh. Đó là tổng hợp dao động, đúng không ạ? Và chúng ta biết rằng nếu như một dao động điều hòa có phương trình hàm cốt, chúng ta có thể biểu diễn nó thành một số phức ở dạng lượng giác, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến hai đại lượng trong cái đại lượng đó, trong cái phương trình đó, đó chính là biên độ, chính là giá trị lớn nhất. Và chúng ta quan tâm đến pha ban đầu của đại lượng đó, đúng không ạ? Thế thì chúng ta biết rằng là các số phức có thể được cộng hoặc là trừ cho nhau, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta tổng hợp nó lại thì chúng ta sẽ thu được một cái số phức, và cái số phức đấy cho chúng ta cái dao động tổng hợp. Đó. Thì cái nội dung đấy chúng ta đã từng làm rồi, và ta thấy là ưu điểm của cái phương pháp số phức này là gì ạ? Là rất nhanh, đúng không ạ? Bởi vì sao? Chúng ta đã sử dụng luôn máy tính Casio chứ không cần thiết phải là tính tay nữa rồi. Đấy, nhờ có máy tính Casio thế nên là cái phương pháp số phức này nó rất là nhanh. Thế thì trong buổi ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ ứng dụng cái phương pháp số phức này, và chúng ta sẽ thấy cái giá trị của cái phương pháp số phức này là gì. Chúng ta đã từng được học về những cái dạng bài viết phương trình, viết biểu thức, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn có biểu thức của U, đúng không? Của điện áp, thì các bạn cần phải viết biểu thức của dòng điện là I. Hay là các bạn có biểu thức của một cái điện áp này và đề bài hỏi các bạn là viết biểu thức cho một điện áp khác, thì các bạn đã phải dùng cái gì? À, các bạn đã phải dùng định luật ôm, đúng không? Xong các bạn lại phải dùng độ lệch pha, đúng không? Nó khá là lằng nhằng. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ biết cách là dùng số phức để có thể viết được biểu thức, và nó nhanh, vô cùng nhanh luôn. Đấy. Nên các bạn chắc là sẽ trách là ôi, thầy không dạy em luôn từ đầu đi, cứ để em phải ngồi em giải tay, em định luật ôm, tiến độ lệch pha, mất thời gian. Thế nếu mà tôi dạy mọi người số phức luôn thì mọi người có thèm nhớ gì về mấy cái đấy không ạ? Chắc chắn là không, đúng không? Đấy là lý do tại sao chúng ta phải rất là thành thạo về các cái phương pháp đại số thì chúng ta mới được phép chuyển sang học những cái phương pháp nhanh hơn. Bởi vì nếu không là chúng ta mất gốc. Đấy, chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến việc kết quả thôi. Mà như thế là chết. Bởi vì thầy cũng chia sẻ luôn đấy là cái số phức này nó nhanh thì nhanh thật, thế nhưng cái phạm vi ứng dụng của nó thì không rộng. Nó chỉ giải quyết được một số bài toán cơ bản thôi. Đấy. Còn đối với những bài toán nâng cao thì hầu như là chúng ta không dùng được số phức. Nhớ chưa? Thế nên là chúng ta đâu có học để lấy điểm 6, điểm 7 đâu. Đúng không? Ở đây ai chúng ta chỉ học để lấy điểm 8, điểm 9 trở lên. Đúng không? Nên do đó chúng ta sẽ không thể nào gọi là tham bát bỏ mâm. Chúng ta đi học một cái phương pháp để giải một vài cái bài dễ dễ, xong mình quên luôn cái phương pháp chính của mình đi được. Ok nhá, đấy là thầy diễn giải cho cái phương pháp này. Bây giờ thì thầy trò mình sẽ đi vào nội dung chính luôn. Rồi, đầu tiên, chúng ta sẽ nói về việc biểu diễn phức. Ở đây thầy sẽ xét một cái mạch điện xoay chiều có 3 phần tử mà các bạn đã được học. Đó là R, L và C. Chúng ta sẽ đặt vào hai đầu điện áp này, và hai đầu mạch này, một cái điện áp xoay chiều có biểu thức là U bằng U0, cốt của omega t và cộng với phi. Thế thì chúng ta có thể biểu diễn được điện áp thành số phức. Chúng ta sẽ có điện áp phức, thầy ký hiệu là U, và có một cái dấu ngã ở trên đầu. Đấy, thầy gọi đây là U phức hay gọi là điện áp phức. Thì dạng lượng giác của nó sẽ là giá trị cực đại và góc là phi, chính là pha ban đầu. Cái này thì chúng ta cũng đã được học ở trong phần tổng hợp dao động rồi, nên là cũng không có gì là mới lạ ở đây cả. Thế thì khi mà chúng ta có điện trở R, có L và có C thì các đại lượng này cũng có thể biểu diễn phức được. Đấy. Cái này thì nó hơi khác một chút so với cái phần tổng hợp dao động nhá. Thì khi mà chúng ta có R, chúng ta sẽ biểu diễn nó thành R phức, và R phức thì lại bằng luôn R. Đây là một cái điều rất là đặc biệt. Tiếp theo, chúng ta có cảm kháng ZL. Công thức thì các bạn biết rồi, nó là omega nhân L. Và chúng ta cũng biểu diễn nó thành ZL phức. Và ZL phức thì sẽ bằng ZLI.
Thế thì cái y ở đây thầy đã từng giải thích với các bạn một lần, nhưng mà hôm nay thầy nhắc lại. Y được gọi là đơn vị ảo. Nó là một số ảo chứ không phải là số thực. Nhá. Cái tập số phức của mình sau này các bạn được học trong môn toán, nằm trong chương trình 12 luôn ấy, thì cái số phức của mình nó gồm có hai loại, đó là số thực và số ảo. Số thực thì các bạn biết rồi đúng không? Đấy, nhưng số ảo thì nó là một cái trường số khác. Đó. Và điều đặc biệt ở đây là y bình phương sẽ bằng trừ 1. Đấy, các bạn chỉ cần nhớ như vậy thôi. Được chưa? Y bình phương bằng trừ 1. Thì ở đây chúng ta biểu diễn phức thì ZL phức sẽ bằng ZL y. Ta viết số y ở bên cạnh. Được chưa nào? Tương tự như vậy, chúng ta có ZC. Thì ZC sẽ được biểu diễn thành xung kháng phức, ZC phức. Và nó sẽ là trừ ZC y. Các bạn nhớ nha, là có dấu trừ. Trừ ZC y. Thế thì tổng trở của toàn mạch, chúng ta sẽ cộng ba cái giá trị phức lại với nhau để được cái tổng trở Z phức. Và chúng ta sẽ có một công thức cực kỳ quan trọng. Z phức sẽ bằng R cộng với mở ngoặc ZL trừ ZC đóng ngoặc nhân với Y. Nhớ chưa nào? Và chúng ta có thể sử dụng được định luật ôm cho các giá trị phức bằng cách như sau. Y phức bằng U phức chia cho Z phức. Vậy chúng ta sẽ lấy cái biểu thức của U đã được biểu diễn thành phức, đúng không ạ? Chúng ta cũng chia cho cái biểu thức của tổng trở phức. Và chúng ta sẽ có Y phức bằng U phức chia Z phức tương đương với, chúng ta nhân chéo lên thì U phức bằng Y phức nhân Z phức. Hoặc có thể biến đổi lại là Z phức bằng U phức chia cho Y phức. Tóm lại, định luật ôm hoàn toàn dùng được cho cái dạng là biểu diễn phức như thế này. Được chưa? Tiếp theo nữa, nếu như mạch của chúng ta là mạch nối tiếp, mà thực chất là chúng ta chỉ học mạch nối tiếp thôi, thì các bạn nhớ rằng nếu có nhiều phần tử hơn nữa, ở đây chúng ta đang xét là chỉ có R, L và C. Nếu như chúng ta có hai điện trở, hoặc chúng ta có hai cuộn cảm, có thể chúng ta có hai tụ điện hoặc nhiều hơn nữa, thì khi mà ghép nối tiếp, nguyên lý đó là chúng ta cứ cộng các điện áp vào, và chúng ta cũng cộng các cái trở hoặc các cái kháng phức vào với nhau. Lưu ý là đây là phức thì mới được cộng nhé. Còn các bạn biết là tổng trở thực của mình ấy, thì nó sẽ không phải là cái công thức cộng như thế này, đúng không? Mà nó phải là cái công thức căn đấy. Các bạn nhớ buổi trước chúng ta có học, đúng không? Đó. Nào, mọi người đã chép xong cái phần này chưa nhỉ? Các bạn chép xong hết rồi thì các bạn cho thầy biết nhé. Mọi người chép xong thì mọi người comment luôn cho thầy để chúng ta sang nội dung tiếp theo luôn. Rồi, ok hết chưa? Mọi người xong thì mọi người comment cái để chúng ta còn chuyển luôn nhé. Rồi, ok, chuyển này. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái việc tính toán. Thì dựa trên cái định luật ôm mà chúng ta vừa nói ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ có, thứ nhất, muốn tính toán được thì chúng ta nên sử dụng máy tính Casio để hỗ trợ. Thì đối với máy tính Casio thì chúng ta sẽ cần phải làm hai cái việc để setup trước. Đầu tiên là sẽ chuyển về chế độ tính toán theo radian. Cái này thầy đã hướng dẫn các bạn rồi, nhưng thầy nhắc nhanh thôi. Chúng ta sẽ ấn Shift, Mode và chọn 4. Thì khi đó trên màn hình sẽ hiển thị chữ R. Thì nó sẽ tính toán theo chế độ là đơn vị radian cho góc. Tiếp theo chúng ta sẽ ấn Mode và chọn số 2. Thì chúng ta sẽ có trên màn hình sẽ hiển thị là CMPLX. Đây là chế độ tính toán với số phức. Bây giờ thầy lấy ví dụ luôn. Ví dụ chúng ta có là 5, góc là 2, đúng không ạ? Thì cái góc này chúng ta sẽ ấn bằng cách là ấn Shift và cái dấu âm. Lưu ý là dấu âm chứ không phải là dấu trừ thôi các bạn nhé. Đấy, cộng này. Và chúng ta ra được đây sẽ là dạng đại số. Các bạn nhớ là số phức thì có hai dạng biểu diễn. Đó là dạng đại số hoặc là dạng lượng giác. Đấy. Thì tùy theo nhu cầu của chúng ta mà chúng ta sẽ dùng dạng đại số hay là dạng lượng giác. Ví dụ viết biểu thức thì chúng ta cần dạng lượng giác thì viết được biểu thức, đúng không ạ? Nhưng
Để chúng ta tính được tổng trở thì chúng ta sẽ nên sử dụng đại số. Tí nữa chúng ta sẽ nói vào cụ thể hơn. Và muốn đưa từ dạng đại số về thành dạng lượng giác thì chúng ta sẽ ấn là Shift 2, 3 và bằng, ấn đủ 4 cái nút đó thì chúng ta sẽ đưa nó về dạng đại số. Sorry, chúng ta sẽ đưa nó về dạng lượng giác, được chưa? Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ ấn. Thế còn cái Y ở đây thì làm thế nào để chúng ta ấn được cái Y? Bởi vì như các bạn thấy là chúng ta biểu diễn phức cho tổng trở đúng không? Hay là chúng ta biểu diễn phức cho cảm kháng, cho dung kháng thì nó sẽ có Y. Thì làm thế nào để biểu diễn được cái Y đó lên? Thì các bạn sẽ thấy là ở trong các cái nút của các bạn ấy có một cái nút NG như này này. Thì các bạn nhìn thấy có một cái chữ Y nhỏ nhỏ đấy đúng không ạ? Đó, thì các bạn ấn vào đó là các bạn sẽ ra được cái chữ Y. Được chưa? Đấy là cái cách để chúng ta viết được cái chữ Y. Được chưa nào? Ok, bây giờ mọi người ghi nốt cho thầy cái chỗ này. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái câu hỏi ví dụ để các bạn áp dụng luôn. Mọi người chép xong thì cho thầy biết nhé. Chép xong thì nhắn luôn để chúng ta chuyển sang một cái ví dụ nhá. Lấy máy tính sẵn ra đi các bạn ơi. Xong chưa các em? Nào, xong chưa mọi người ơi? Những cái gì nội dung trùng ở các slide thì các bạn đừng nên vẽ lại nữa nhé, các em nhé. Rồi, ok, Thảo Linh. Các bạn khác xong chưa các em nhỉ? Rồi. Rồi, ok mọi người. Nào bây giờ lấy máy tính ra, chúng ta sẽ có một câu ví dụ ngay sau đây. Câu này thì thầy sẽ để cho các bạn suy nghĩ một chút nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ được hướng dẫn. Thầy sẽ cho mọi người thời gian là 3 phút cho câu hỏi này. 4 phút đi. 4 phút bắt đầu. Nghĩ một chút thì đã, rồi thầy sẽ hướng dẫn. Rồi, người đầu tiên là bạn Đăng Hiếu, rất tốt. Tiếp theo là Thảo Linh. Rồi, Thảo Linh có cùng đáp án với cả Hiếu, rất tốt. Hương Ly. Quang Hưng. Ok. Vẫn còn thời gian, các bạn còn lại có kết quả không nhỉ? Còn 2 phút.
Thôi chắc cho 1 phút nữa thôi, 2 phút nhiều quá, các bạn ra một đống rồi đây này. Còn bạn nào nữa không nhỉ? Có ai ra kết quả khác không? Hay là tất cả đều giống như là các bạn đã comment? Phương Thảo rồi. À đấy, kết quả của Thảo có khác một chút rồi. À ok, cũng không khác đúng không? Comment thiếu đúng không? Ok, thôi có lẽ là thầy dừng đi nhỉ, bởi vì là cũng khá nhiều bạn ra rồi. Cũng 3 phút rồi. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn câu này nhé. Ở đây chúng ta có đoạn AB được tạo ra từ hai đoạn AM và MB nối tiếp với nhau. Và chúng ta có ok Duy Hoàng. Ở đây chúng ta có biểu thức điện áp của hai đoạn mạch thành phần, đúng không ạ? Chúng ta có biểu thức điện áp của hai đoạn mạch thành phần. Câu hỏi là hãy viết biểu thức điện áp toàn mạch. Thế thì chúng ta nhớ lại là thầy vừa có cho các bạn một cái dữ kiện, một cái kiến thức, đó là khi mà các phần tử của chúng ta là nối tiếp với nhau thì điện áp phức của chúng ta chỉ việc cộng tất cả lại, thế là xong. Được không ạ? Ở đây thì cái đoạn AM và đoạn MB thì mình cứ coi như là hai phần tử của đoạn mạch đi, được không ạ? Vậy thì khi mà hai phần tử đó nối tiếp với nhau, tức là hai đoạn này nối tiếp với nhau thì chúng ta chỉ việc cộng hai cái biểu thức u phức AM và u phức MB lại với nhau thì chúng ta sẽ có được u phức của AB. Và thế là xong bài, rất đơn giản, có đúng không ạ? Đáng lẽ ra câu này nếu mà chúng ta hiểu cách thì chỉ cần 1 phút là chúng ta xong rồi. Rồi vào đây, đầu tiên chúng ta sẽ setup trước radian và setup về số phức. Sau đó chúng ta ấn là 90 góc là pi trên 3 cộng với 60 góc là trừ pi trên 4. Và chúng ta sẽ thu được kết quả có dạng là đại số. Chúng ta cần viết biểu thức điện áp của AB. Thế nên chúng ta sẽ ấn Shift 23 bằng và đưa về dạng lượng giác. Và đến đây chúng ta kết luận được UAB sẽ có phương trình là 94,4 cos của 100 pt cộng với 0,386 volt. Ở đây thì thầy làm tròn nên là kết quả của các bạn thì chắc là vẫn ok, không có gì sai cả đâu nhá. Và đây là cách làm cho câu hỏi này. Ok chưa? Và như vậy các bạn đã ra thì đều đúng, không có vấn đề gì cả, có mỗi Duy Hoàng sai thôi. Ok. Nào, tất cả mọi người đã hiểu được cách làm của cái kiểu bài này chưa? Nó rất là đơn giản đúng không? Chúng ta chỉ việc cộng lại là xong thôi, có máy tính là được. Em chưa đổi lượng giác tức là em sai rồi, thầy đã bảo là phải đổi mà. Đúng không? Trong các bước làm của mình cho số phức thì bước đầu tiên đã là đổi lượng giác rồi cơ mà. Chưa đổi là sai rồi. Nào các bạn còn lại mình đã hiểu được chưa? Comment cho thầy biết nào. Các bạn nào mà chưa ra, chưa comment thì cho thầy biết kết quả là các bạn đã hiểu được chưa? Rồi, ok các bạn nhé. Câu hỏi tiếp theo, xin mời các bạn. Thầy sẽ cho mọi người thời gian là 5 phút. Xin mời mọi người, bắt đầu nhé. Nào, tư duy đi. Bạn nào sẽ ra đầu tiên?
Rồi, người đầu tiên là Đức Anh. Ok, Đức Anh. Lười quá, có mỗi cái dấu ngoặc cũng không viết cho thầy nữa cơ. Tiếp theo là Hương Ly. Rồi, hai bạn có cùng cùng giá trị cực đại nhưng mà khác nhau về pha ban đầu. Rồi, không sao. Ít ra là có người ra rồi đã, còn đúng sai chúng ta cũng chưa bàn đến ở đây. Thì nữa chúng ta sẽ check đáp án. Mọi người còn khoảng 1 phút 30 giây nhé. Còn ai nữa không nhỉ? Mới có hai người thế này. Rồi, người tiếp theo là Đăng Hiếu. Cũng khác luôn, pha ban đầu cũng khác luôn. À, khác luôn cả U0, Hiếu ra 50 căn 10. Khác luôn. Rồi, Duy Hoàng, ok. Còn bạn nào nữa không nhỉ? Vẫn còn thời gian 30 giây cuối cùng. Mọi người cố gắng lên nào. Bá Tuấn. Rồi. Bá Tuấn có đáp án là giống với Hương Ly. Khéo khi Bá Tuấn với Hương Ly đúng không nhỉ? Liệu chắc thế không? À, vừa nói xong thì Ly đổi luôn. Căng. Rồi, chúng ta hết 5 phút nha. Bây giờ thầy sẽ cho các bạn đáp án. Trong câu hỏi này thì chúng ta đang có Duy Hoàng đổi à? Rồi, trong câu hỏi này chúng ta có R, L và C. À, các điểm ở đây của chúng ta trên mạch là A, M, N, B. Chúng ta đặt một cái điện áp có biểu thức vào hai đầu của mạch. Rồi, ok Tuấn. Thì ở đây đề bài đang hỏi là viết biểu thức của UAN, tức là cái đoạn mà chứa điện trở và cuộn dây. Để làm được cái này ấy, thì các bạn phải hiểu được hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta dùng số phức. Thế nhưng mà tại sao lại phải là số phức? Đúng không ạ? Tại sao phải là số phức? Bởi vì ở đây chúng ta đang có biểu thức. Khi nào mà chúng ta có biểu thức thì chúng ta nên nghĩ đến số phức đầu tiên. Còn tất nhiên không phải bài nào cứ có biểu thức là dùng được số phức nhé. Đấy là nhấn mạnh luôn nhé. Nhưng có biểu thức là một dấu hiệu cho thấy là chúng ta nên dùng biểu thức, nên dùng số phức, được chưa? Thế thì thứ hai chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta dùng được định luật ôm cho số phức. Và định luật ôm thầy dạy các bạn rồi, tất cả các đại lượng, tất cả các phần của mạch đều sẽ có cùng giá trị dòng điện như nhau, tức là I sẽ là như nhau cho mọi phần tử, được chưa? I toàn mạch cũng là IR, cũng là IL, cũng là IC, được chưa? Vì mạch nối tiếp mà, thì cường độ dòng điện ở đâu cũng như nhau hết. Nhưng theo định luật ôm thì nhớ cho thầy một câu nhá. I sẽ bằng U nào chia cho Z đó. Nhớ chưa? I sẽ bằng U nào chia cho Z đó. Tức là chúng ta xét cái đoạn mạch nào, đúng không? Thì chúng ta phải dùng U ở hai đầu của đoạn mạch đó và chia cho tổng trở của cái đoạn mạch đó. Ví dụ, nếu các bạn thích toàn mạch thì các bạn lấy U AB chia cho tổng trở toàn mạch thì ra Y. Còn nếu các bạn muốn UAN thì các bạn lấy UAN và chia cho tổng trở của đoạn AN thì các bạn cũng có Y. Mọi người hiểu nguyên lý ở đây chưa? Và bây giờ thầy sẽ trình bày. Đầu tiên, chúng ta có ZL và ZC. Cái này dễ tính luôn đã, đúng không ạ? Thế thì chúng ta có tổng trở toàn mạch. Thầy đã cho các em công thức vừa nãy rồi, chúng ta sẽ biểu diễn phức của nó.
sẽ là R cộng với ZL trừ ZC đóng mở ngoặc nhân Y. Chúng ta thay số vào đây thì R bằng 50 rồi. ZL 100 trừ ZC 50 thì còn lại là 50. Vậy chúng ta có Z phức sẽ bằng là 50 cộng với cả 50Y. Được chưa? Tiếp theo, ZAN phức thì nhớ thêm cho thầy một câu mà thầy cũng đã nói rất nhiều lần. Là cái gì không có thì cho nó bằng không. Mọi người có nhớ câu đấy không ạ? Ở đây chúng ta thấy là đoạn AN thì nó không có tụ điện. Vậy chúng ta chỉ cần cho cái ZC là bằng không. Được không ạ? Cho ZC bằng không là xong. Ok chưa? Vậy thì chúng ta chỉ còn lại là R thôi. R bằng 50. Đúng không ạ? Và cộng với ZL nhân luôn với Y. Mà ZL thì bằng 100. Đó là lý do chúng ta có kết quả là 50 cộng với cả 100Y. Ok chưa nào? Đó nha. Tiếp theo, chúng ta áp dụng định luật ôm cho số phức. Thì chúng ta sẽ có này, UAN phức thì đương nhiên phải bằng Y phức và nhân với Z của đoạn AN phức. Nhưng Y phức thì sẽ bằng U toàn mạch phức, U phức đấy, chia cho tổng trở phức. Và xong. Bây giờ việc của chúng ta đó là thay số vào đây. Thế là xong. Và ta có U phức bằng 100 góc là pi trên 4. Chia cho tổng trở phức, Z phức là 50 cộng 50Y. Và mở ngoặc 50 cộng 100Y. Đóng ngoặc. Xong. Và chúng ta sẽ có kết quả. Tất nhiên, chúng ta cần viết biểu thức thì chúng ta phải đưa nó về dạng gì? Lượng giác. Và đây là dạng lượng giác. Kết quả của chúng ta UAN sẽ bằng 50 căn 10 cốt của 100 PT và cộng với 1,11. Và như vậy thì trong các đáp án ở đây thì thầy thấy là có đáp án của ai nhỉ? Cho thầy xem nào. Như vậy là chỉ có duy nhất một người là đúng ở câu này. Đó là bạn Đăng Hiếu. Còn lại tất cả các bạn thì đều chưa đúng ở câu hỏi này. Rất tiếc. Duy nhất Đăng Hiếu là người đúng ở câu này. Ok. Nào cả lớp ơi, cho thầy hỏi là các bạn có thắc mắc ở bước nào không? Nếu mọi người hiểu rồi thì mọi người comment. Còn nếu đặt câu hỏi thì đặt câu hỏi luôn. Xin mời các em. Bạn nào hiểu rồi thì comment luôn nhá. Ai chưa hiểu thì mới hỏi thôi. Ok chưa nhỉ? Cứ lần nào mà Đức Anh bảo là Đức Anh sẽ sai thì y như rằng Đức Anh sai thật đấy anh ạ. Ok. Rồi. Ok. Được rồi nhá. Tiếp tục này. Chúng ta sang một câu hỏi tiếp theo. Câu này thì thầy nghĩ là mọi người xử lý ngon lành thôi. À, chắc câu này không đến 5 phút đâu. Thầy cho mọi người 4 phút nhá. Xin mời cả nhà. Bắt đầu đi ạ. Bây giờ câu chuyện là đua tốc độ thôi. Mọi người hiểu cách rồi. Quan trọng là ai nhanh nhất.
Mọi người còn 1 phút 30 giây. Rồi, người đầu tiên là Thảo Linh. Rất rất tốt. Tiếp theo là Đăng Hiếu. Hiếu ơi, 50 căn 5 có bằng 156,2 như là Linh không nhỉ? 50 căn 5 với cả 156,2 nó có bằng nhau không? Hai bạn là không bằng nhau đúng không? Rồi, hai bạn cũng khác nhau luôn về cả pha ban đầu. Rồi, như thế là không biết là ai đúng đây. Tiếp theo là Phương Thảo. Ui, Thảo lại đáp án khác luôn. Ba người, ba đáp án khác nhau rồi. Bá Tuấn. Bá Tuấn cũng khác luôn, pha ban đầu luôn. Ok, hết thời gian 4 phút. Bây giờ mọi người cùng nhau quan sát nha. Rồi, để thầy chữa xem sao nhá. Câu này thì về cơ bản nó giống với câu hỏi vừa rồi. Thế nhưng mà chúng ta có thêm một yếu tố nữa làm bài toán phức tạp hơn. Đó là có điện trở trong của cuộn dây. Tức là đây là một cuộn dây không thuần cảm. Đúng không ạ? Thế thì thực ra thầy đã phân tích cho các bạn rồi. Thì một cuộn dây không thuần cảm bản chất các bạn cứ coi như là một cuộn dây thuần cảm nối tiếp với một điện trở R nhỏ. Tức là cái mạch này có thể hiểu là chúng ta có R lớn này, nối tiếp với cuộn cảm này, nối tiếp với R nhỏ này, rồi nối tiếp với tụ C này. Thế thôi. Được chưa? Thế thì thầy đã nói là khi mà chúng ta có thêm R nhỏ thì chúng ta cứ cộng thêm nó vào với cả R lớn, thế là xong mà. Có đúng không ạ? Và ở bài này người ta cần viết biểu thức cho đoạn MB. Thì cái đoạn MB nó gồm có L này, R nhỏ này và C. Bây giờ thầy sẽ trình bày. ZL bằng 60 này. ZC bằng 100 này. Đây là công thức tính tổng trở phức. Và chúng ta sẽ thay R lớn bằng R lớn cộng với R nhỏ. Vậy thì chúng ta sẽ có Z phức bằng 80 trừ 40i. Tiếp theo là Z của đoạn MB phức. Thì chúng ta chỉ cần bỏ cái R lớn đi thôi. Bởi vì nó thiếu cái gì thì cho cái đấy bằng 0. Thầy nói rồi đúng không? Và chúng ta cũng thay vào thì nó bằng là 30 trừ đi 40i. Làm giống như bài vừa rồi. Chúng ta dùng định luật ôm. Chúng ta có là UMB phức bằng Y phức nhân ZMB phức. Thế và Y phức thì bằng U phức chia cho Z phức. Sau đó chúng ta thay tất cả các số liệu vào đây. Và đáp án của chúng ta nhận được sẽ là 50 căn 5 cốt của 100 PT cộng với 0,322. Xấp xỉ khoảng đó. Và như vậy ở đây thì thầy thấy là người mà có kết quả chính xác nhất đó là Đăng Hiếu. Wow, hai câu liền. Rất là tốt. Người duy nhất đúng là Đăng Hiếu. Rất tốt. Nào, mọi người nhìn một lượt đi. Xem có cái chỗ nào mà mọi người cảm thấy không hiểu không. Nếu mọi người nghi ngờ về kết quả thì mọi người có thể lấy máy tính ra ấn thử. Nhá. Nếu mọi người nghi ngờ về kết quả, có thể lấy máy tính ra ấn thử. Được chưa? Nào, mọi người đã hiểu cái câu này chưa nhỉ? Cho thầy biết nào. Nếu ok rồi cho thầy biết. Còn nếu mà muốn đặt câu hỏi gì thì các bạn cứ comment đi. Nào, mọi người có thể lấy máy tính ra mọi người kiểm tra lại cho chắc chắn. Tốt nhất là không tin tưởng ai cả nhá. Kể cả thầy, đúng không ạ? Bởi vì thực ra mọi người cũng biết là thi thoảng thầy cũng ấn sai mà, đúng không? Mọi người muốn kiểm tra lại là chuyện rất bình thường. Mọi người cứ check lại đi xem là thầy tính đúng chưa. Đấy, có thể là công thức của thầy thì không sai, nhưng mà thầy ấn nhầm. Thi thoảng soạn bài đói quá, ấn nhầm. Mọi người cứ kiểm tra lại. Rồi,
Nào các bạn còn lại đã hiểu được chưa? Ok chưa? Rồi, thầy thấy có Thảo Linh, Quốc Anh, Hương Ly là ok rồi này. Các bạn còn lại ok chưa? Rồi. Ok, Ánh, Hưng, Uyên. Rồi. Ok nhá. Đấy, hiểu được nguyên lý rồi thì các câu tiếp theo cứ thế mà triển khai thôi. Rồi, ok Duy Hoàng. Nào bây giờ chúng ta sẽ nói thêm một phần nữa, đó là về công suất và hệ số công suất. Đi tiếp đi. Ở đây chúng ta đều đã biết rằng là công suất thì có biểu thức là U nhân Y và nhân với cos phi, đúng không ạ? Thế thì chúng ta có cái biểu diễn phức cho tổng trở chúng ta vừa được học ở đầu bài ngày hôm nay rồi. Nhưng ngoài cái cách biểu diễn đại số này ra thì mình sẽ còn một cách biểu diễn nữa, đó là biểu diễn theo dạng lượng giác. Và khi biểu diễn theo dạng lượng giác thì chúng ta sẽ có z phức sẽ bằng z và góc là phi. Tức là cái giá trị cực đại của nó bây giờ. Tất nhiên cái này thì nó không biểu diễn thành biểu thức lượng giác được nhé. Nhưng mọi người hiểu rằng là cái z phức này, cái giá trị cực đại của nó sẽ là z, chính là cái tổng trở của mình ấy, đúng không ạ? Và cái góc của nó thì chính là phi. Nhưng phi ở đây ấy, thì chúng ta sẽ hiểu cái phi này là gì. Đây, thầy có biểu diễn vẽ luôn cho các bạn nhìn. Thì cái phi ở đây ấy, sẽ là độ lệch pha giữa U và Y. Các em nhé, cái phi này là độ lệch pha giữa U và Y. Cái phi mà mình vẫn dùng trong cái công thức hệ số công suất cos phi ấy, hay là mình phi mình dùng trong công thức tang phi ấy. Thì đấy, cái phi này ý nghĩa của nó là như thế. Được chưa? Đó. Và khi mà chúng ta cần phải tính công suất thì nếu chúng ta muốn tính hệ số công suất cos phi, chúng ta có một cách để tính, đó là gì? Chúng ta hãy tính tổng trở, đúng không ạ? Nhưng sẽ là tổng trở phức. Khi chúng ta tính ra được tổng trở phức, nó sẽ có cái dạng là lượng giác. Thì trong cái công thức đấy, trong cái dạng lượng giác đấy, chúng ta nhìn xem cái góc nó bằng bao nhiêu. Ví dụ các bạn ấn ra cái góc này, ví dụ góc này bằng pi trên 3 chẳng hạn. Thì các bạn chỉ cần ấn cốt của pi trên 3 thì là các bạn có cốt phi thôi. Mọi người hiểu nguyên lý ở đây không ạ? Rồi, ok. Nào bây giờ thì chúng ta ghi chép xong nhá. Thì mọi người comment cho thầy biết để chúng ta có một cái câu hỏi ví dụ ngay sau đây. Nào. Mọi người chép xong thì comment cho thầy biết nhá. Xong chưa các em ơi? Mọi người cứ chép cẩn thận nhá, xong thì cho thầy biết là được. Rồi, ok mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ có một câu hỏi ví dụ. Thầy sẽ để cho các bạn thời gian suy nghĩ câu này là 6 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ được chữa. Bây giờ mọi người nghĩ một tí đi đã.
Em còn 3 phút 30 giây nữa. Suy nghĩ. Câu này nó không quá khó, thực sự là không quá khó đâu. Nếu các bạn đã làm được các bài từ vừa nãy đến giờ rồi thì nó cũng không phải là câu quá phức tạp. Bám vào các công thức mà chúng ta đã có. Mọi người còn 2 phút. Nào xem có bạn nào ra được câu này không nào. Hai mươi giây cuối cùng rồi, có ai ra không đây? Rồi, ok. Chúng ta đã hết thời gian và bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn câu này. Thực ra thì mới đọc đề xong thì các bạn sẽ thấy hơi hoang mang, nhưng mà bây giờ nhìn cách giải thì các bạn sẽ thấy nó rất là dễ. Nhìn nhá. Về đề bài, chúng ta có một đoạn AM. Đoạn này thì có hai phần tử và có số liệu. Thế đoạn MB thì lại không có số liệu, đúng không? Cho biết phần tử nhưng mà không có số liệu. Đặt vào hai đầu một điện áp xoay chiều thì chúng ta sẽ có điện áp của đoạn AM và biểu thức điện áp của đoạn MB. Hãy tính hệ số công suất của đoạn mạch AB. Bây giờ nhìn thầy trình bày này. Bước 1, thầy tính ZC. Thầy có ZAM phức sẽ bằng R1 trừ đi ZCI, bởi vì cái đoạn AM nó chỉ có hai cái phần tử này thôi. Tiếp theo, thay số vào thì nó sẽ bằng là 40 trừ 40i. Chúng ta có y phức bằng U AM phức chia cho Z AM phức, U nào chia Z đó. Và chúng ta thay số vào thì nó ra là đây, đây là kết quả. Và các bạn đưa về dạng lượng giác như thế này. Ok chưa? Tiếp theo, các bạn có UAM, các bạn có UMB. Thế thầy có nói với các bạn là khi mà hai cái thành phần mà nó nối tiếp nhau, chúng ta chỉ việc cộng hai cái U đấy vào là sẽ có U toàn mạch, có đúng không ạ? Vậy chúng ta có U phức bằng UAM phức cộng với cả UMB phức.
thì các em cộng vào thôi và các em ra được kết quả, được chưa? Thế thì tổng trở Z phức theo định luật Ohm sẽ bằng U phức chia cho Y phức. U phức có rồi, Y phức cũng có rồi. Vậy các bạn thay vào đây, được không ạ? Và các bạn ra được kết quả. Nhưng cái chúng ta cần không phải là dạng đại số, đúng không? Cái chúng ta cần đó là dạng lượng giác. Tại sao lại cần dạng lượng giác nhỉ? Bởi vì chúng ta cần góc phi, đúng không ạ? Vậy thầy đưa nó về dạng lượng giác. Vậy thầy thấy rằng góc phi sẽ bằng 0,569 radian. Và chúng ta chỉ việc ấn cốt của góc đó, thế là xong. Đáp án của chúng ta cốt phi là cốt của 0,569 radian và bằng 0,842. Đây là cách làm cho câu hỏi này. Nào bây giờ cả lớp hãy nhìn đi. Bản chất xoay quanh chỉ có mấy cái công thức đấy thôi, không có gì hơn, đúng không? Đấy, vấn đề là chúng ta chưa quen. Bây giờ các bạn nhìn xem có bước nào mà các bạn chưa hiểu thì các bạn đặt câu hỏi. Còn nếu mà các bạn ok rồi, hiểu rồi thì mọi người comment cái cho thầy biết. Xin mời mọi người. Nào, thao tác nhanh nhẹn nào. Ok thì nói luôn để thầy còn biết. Rồi. Nào, comment nhanh nhẹn. Nếu ok rồi thì cho thầy biết. Mới được anh Tuấn, anh Hưng, Ly. À, những người còn lại đâu rồi? Hiểu chưa? Ok, Thảo Uyên, Phương Thảo, rồi. Đăng Hiếu, Thảo Linh, Quốc Anh đâu rồi? Duy Hoàng đâu rồi? Đức Anh. Rồi, ok. Và đến đây thì thầy sẽ kết thúc phần dùng số phức để giải toán điện xoay chiều. Thế thì thầy cũng nhấn mạnh với các bạn như thế này này. Như thầy vừa phân tích cho các bạn ngay từ đầu bài ngày hôm nay ấy, thì các bạn thấy rằng là số phức luôn là một phương pháp rất nhanh, nhưng nó chỉ phù hợp với một số kiểu bài nhất định thôi. Tức là để mà nói về tổng quát thì chúng ta không phải là lúc nào cũng áp dụng được số phức. Do đấy thì các bạn đừng quá lệ thuộc vào cái phương pháp này. Và chủ yếu nhất chúng ta vẫn dùng phương pháp đại số, tức là sử dụng các cái công thức là chính. Còn cái phương pháp số phức này nó chỉ là một cái công cụ giúp chúng ta giải quyết một số bài về biểu thức nhanh gọn hơn thôi nhá. Ok. Và đến đây thì chúng ta sẽ kết thúc bài này. Các bạn nhớ về nhà chép đầy đủ các cái ví dụ vào và hoàn thành bài tập về nhà.